thời trang luôn là vấn đề mắt nhìn, gu thẩm mỹ của mỗi cá nhân, nên vốn khó lòng để nói rằng ai đúng ai sai, ai xấu ai đẹp. Và mới đây, câu chuyện của nữ MC phát ngôn về vấn đề mặc đồ ngủ khi ra đường đã khiến dân mạng tranh cãi không ngừng. Không ít người cho rằng cô đã quá nêu cao ý kiến của bản thân, đưa ra những lời nhận định chưa thật sự xác đáng. Trong một chương trình truyền hình về phụ nữ, khi nhắc về đề tài liên quan tới việc các chị em mặc gì khi ở nhà, thì nữ MC Đại Ngọc Trâm đã có những phát ngôn gây tranh cãi khá nhiều. Cô chia sẻ trên sóng truyền hình rằng, sợ nhất là nhìn hình ảnh của những người mặc đồ bộ đúng kiểu chợ, loại có vải bèo bèo, thậm chí là lấy xe máy chạy vòng vòng, không thể hiểu nổi tại sao có thể mặc đồ bộ như vậy ra đường. Ngay sau đó, ba nữ MC còn lại của chương trình cũng tỏ ra đồng quan điểm với cô nàng. Cả bốn người bàn luận khá nhiều về việc một số chị em mặc đồ bộ hay thời trang khi ra đường. Ngay sau khi tập này của chương trình được phát sóng, đã gây ra hai luồng tranh cãi lớn từ các dân mạng. Một số người ủng hộ cho suy nghĩ này của cô và cho rằng đồ bộ là thời trang chỉ nên mặc trong nhà, không nên diễn những trang phục này ra đường dù có là đi chợ. Thế nhưng, bên cạnh đó cũng không ít người phản pháo gay gắt, cho rằng đồ bộ miễn không hở hang, phản cảm thì nó có là đồ chợ, hàng rẻ tiền hay hàng hiệu cũng chẳng sao. Việc nữ MC bình luận đang mang tính quy chụp trên một số bộ phận nhỏ mà bản thân cô cảm thấy không hài lòng. Cuộc tranh luận vẫn chưa hề dừng lại ở đó. Không ít bạn trẻ còn đưa ra những dẫn chứng cụ thể về những nghệ sĩ, hot girl Việt cũng diện đồ bộ chụp hình, check-in nhưng cực kỳ sang chảnh và đẹp chẳng thua gì khi diện đồ hiệu. Sự việc về chuyện mặc đồ ngủ khi ra đường của nữ MC Đại Ngọc Trâm vẫn đang là chủ đề bàn cãi sôi nổi trên nhiều diễn đàn hiện nay. Theo bạn thì việc mặc đồ bộ ra đường thì có sai hay không?